Xin chào các bạn, mình là Khánh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một bộ chèn có tên là Chóp Lửa Trúc Lâm Thất Hiền. Đây là dòng sản phẩm sứ cao cấp của Bát Tràng, và sản phẩm này thì thuộc dòng Men Lam. Và cái sản phẩm này thì đã được kẻ viền vàng kim ở trên họa tiết đây, ở trên miệng của sản phẩm kẻ viền vàng kim nhé. Đây, chúng ta có thể quan sát một lượt, đây là cái dáng ấm chóp lửa này, với cái tích ở trên sản phẩm là tích Trúc Lâm Thất Hiền một mặt, và một mặt là hình những cái chữ tàu. Đây, chúng ta có thể nhìn nhé. Sản phẩm thì được sản xuất tại Bát Tràng nhé. Ở bên dưới sản phẩm thì cũng có logo của Bát Tràng. Đối với một số bộ ấm chén mà người ta làm giả cổ ấy, thì người ta sẽ ở bên dưới người ta sẽ in những cái chữ nhiều là chữ tàu, nhưng mà nó thực chất nó được sản xuất tại Bát Tràng, bởi vì nó làm theo lối là giả cổ thì nó sẽ làm nhái theo tất cả giống từ chi tiết cho đến các logo. Nhưng bộ này thì là được ở dưới logo là in chữ Bát Tràng này. Đây, chúng ta thể quan sát chất men rất là đẹp nhé, kẻ viền vàng kim ở phần nắp này, ở bên trong cũng được tráng men này, trong sản phẩm cũng tráng men nhé. Âm thanh rất là đanh. Đây là chiếc đĩa lót ấm, đây là chiếc đĩa lót ấm này, chúng ta phải nhìn nhé, cũng có tích Trúc Lâm Thất Hiền và kẻ viền vàng kim. Dòng này là chỉ kẻ viền vàng kim thôi, còn một số loại nữa là có một loại nữa là toàn bộ họa tiết đều vẽ vàng kim hết. Đây là, như các bạn đã nhìn thấy, đây là một bộ ấm chén đầy đủ, bao gồm một ấm 6 chén 7 đĩa và một bộ phụ kiện 3 món. Đây là một chiếc chén này, chúng ta có thể nhìn nhé, chiếc chén này, dáng chén là đứng. Chiếc đĩa lót của chén này, đây là chiếc đĩa lót của chén này, cũng kẻ viền vàng kim. Đây là chiếc gạt tàng, hai phần rời nhau, ở dưới cũng có logo của Bát Tràng và trên cũng có là tích Trúc Lâm Thất Hiền, kẻ viền vàng kim nhé. Đây là hũ chè này, hũ chè này thì có thể đựng được gần một lạng chè, hũ chè này gần một lạng, chít xoát một lạng luôn đấy, rất là nhiều. Bộ phụ kiện này thì nhiều người cũng nói là không cần, nhưng mà thực ra một bộ chén khi mà có một bộ phụ kiện đầy đủ này trên bàn nhìn sẽ rất là đẹp, đẹp hơn rất là nhiều. Đây là cái ống tăm này, kẻ viền vàng rất là sang, đặc biệt là cái men của nó rất là đẹp. Cái men của cái này nó trong mà nó hơi xanh lơ nhẹ, rất là đẹp. Mà nó có độ dày dặn này, âm thanh này, lung ở nhiệt cao thì mình có thể có cái âm thanh như vậy được. Bây giờ mình sẽ đo kích thước chi tiết nhé, bởi vì rất nhiều người cũng quan tâm đến cái kích thước của cái sản phẩm này. Đây, mình sẽ đo kích thước. Đường kính miệng của cái chén này là khoảng 5,5 cm. Đây là đường kính miệng nhé. Chiều sâu của nó là khoảng 3,5 chiều sâu của chén nhé. Đường kính của cái đĩa này là 9,2 cm. Đường kính của đĩa 9,2. Chiều cao của ấm này, chiều cao của ấm là khoảng 12 cm. Chiều cao của ấm là 12 nhé. Đường kính của cái đĩa này là 11 này. Đường kính của đĩa này là 11 cm nhé. Mình đo cụ thể chi tiết luôn. Đường kính miệng của gạt tàn này là 9 cm, chiều cao là 7,5, chiều cao của hũ trà này là 12,5, mặt vuông của nó là 8,
ống tâm này là 8 cm, 7,5, ống tâm này là 7,5 cm. Thì bây giờ mình sẽ đổ thử nước vào trong cái ấm này xem nó chứa được dung tích khoảng bao nhiêu. Đây là một chai 500ml nước nhá, một chai 500 này, mình sẽ đổ vào đây này. Đây là mình đổ chưa đây, vẫn còn một ít đây. Và cái số nước còn lại đây, rất là nhiều. Đây là cái thể tích của nó. Và bây giờ mình sẽ rót thử sang các cốc xem nào nhé. Mình sẽ rót ở cái mức như mình rót trà xem nó sẽ chia ra như thế nào. Chắc chắn là khi nước trà ở trong này thì nó sẽ rất là đẹp. Đây, mình đã rót đủ 6 cốc. Và bên trong thì cũng còn rất là nhiều nữa. Bên trong còn một nửa. Bên trong còn một nửa cái phần bình này nữa. Đây, cách rót thì chúng ta cũng rất là dễ dàng. Đây nhá, chén nước mình sẽ rót từng này này. Lưng lửng từng này nhá, không phải là rót ít đâu nhá. Rót đầy một lượng, gần đầy chén đấy. Đây mình rót này, gần đầy chén đấy. Mình sẽ đổ lại vào đây. Nói chung đối với ai mà thích dòng men lam thì đây là một cái sản phẩm mới, cách điệu rất là đẹp, bởi vì họ đã kẻ những cái viền vàng kim ở trên họa tiết này, giúp cho bộ ống chén cảm giác sang lên rất là nhiều. Và cái viền vàng ở trên họa tiết này thì các bạn sử dụng thì yên tâm, bởi vì cái sản phẩm này là vàng nước, họ đã nung lên ở nhiệt độ 800 độ C rồi. Vì vậy cái vàng bám ở đây rất là chắc. Chúng ta khi mà cọ rửa, chúng ta dùng những cái rẻ mềm chúng ta cọ rửa thì thoải mái. Còn cái màu sắc mà trên màu xanh trên họa tiết này thì các bạn yên tâm là các bạn sử dụng trọn đời không bao giờ bị phai mờ cái màu sắc màu xanh các họa tiết này nhé. Bởi vì nó là họa tiết ở bên trong men rồi, chúng ta dùng thoải mái. Đây, ví dụ mà chúng ta đổ chè lên này, chúng ta sẽ dốc như này này. Đấy. Còn thuốc lá khi mà chúng ta dùng xong thì chúng ta bỏ này ra, chúng ta đi đổ. Rất là đẹp, màu sắc. Tích trúc lâm thất hiền. Ok, bây giờ mình sẽ quay sát vào cái bộ ống chén này để các bạn có thể nhìn rõ hơn về cái chi tiết sản phẩm này.